Anh Dũng xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam, trở lại với bản tin nhận định cổ phiếu hàng ngày sau phiên giao dịch ngày thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2024. Thì trước khi đi vào giới thiệu cho anh chị một cái cổ phiếu đáng để đầu tư trong giai đoạn tới, thì em cũng thông tin sơ qua một số chỉ tiêu chính của cái phiên giao dịch của ngày hôm nay. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số MN Index của chúng ta đóng cửa ở mức 1279,89 điểm, tăng 3,04 điểm, tương đương mức tăng là 0,24%. Thì phiên giao dịch của phiên hôm nay thì tác động đến chiều tăng của chỉ số MN Index thì đến gồm những cái cổ phiếu, từ cổ phiếu như FPT, LPB, PLX, GVR. Tác động ở chiều ngược lại thì chủ yếu đến từ các cổ phiếu như Vietcombank, PAO, SAB, MVKG, MVB. Thì về cái độ rộng của thị trường của phiên hôm nay thì có 179 mã tăng giá, 207 mã giảm giá và 91 mã không đổi. Về giao dịch của khối nước ngoài thì hôm nay tiếp tục cái phiên bán ròng hơn 575 tỷ. Thì tổng giá trị giao dịch của phiên ngày hôm nay là 14.010,89 tỷ. Tổng khối lượng giao dịch là hơn 523 triệu cổ phiếu. Cái thanh khoản của phiên hôm nay thì thấp hơn so với phiên ngày hôm qua. Về nếu mà phiên hôm nay thì nếu mà để ý thì ngoài cái cổ phiếu FPT, thì nếu anh chị để ý thì có một cái số cổ phiếu thuộc cái nhóm dầu khí như cổ phiếu OIL hay cổ phiếu PLX, thì những cổ phiếu này có một cái lực bật rất là mạnh trong cái phiên ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào giới thiệu cổ phiếu cho các anh chị nhà đầu tư, thì em cũng đánh giá cái thị trường trong phiên ngày mai sơ qua cho các anh chị nhà đầu tư. Thì về cái hiện tại cái chỉ số VN Index của chúng ta đang đóng ở 1279,89 điểm. Thì hiện tại nó giá nó đã anh nhìn vào đồ thị Ichimoku trong cái khung ngắn của 1 giờ thì hiện tại giá nó vẫn đang nằm trên cái Tenkan và Kijun. Thì cái mức hỗ trợ trong cái khung giờ hiện tại là của VN Index là 1273. Thì anh chị cũng nhớ cái lưu ý cái mốc này, nếu trong phiên giao dịch của ngày mai thị trường vẫn tiếp tục giữ được trên mốc 1275-1276, thì sau cái phiên chiều thì khi cái đường Kijun nó lên tiến sát đến vùng cái Tenkan ở trên này thì thị trường sẽ có cái những cái nếu mà thị trường có những cái nhịp bật tăng thì sẽ có những bật tăng mạnh hơn, thì lúc đó thì hai cái kiếm nó sát nhau, cái lực tăng sẽ mạnh hơn so với phiên sáng thì phải sau phải 3 tiếng phải 3 tiếng thì thị trường nó mới có cái hai kiếm, thì một cái đường tịch Kijun lên sát cây can thì cái lực tăng nó mới mạnh. Thì anh chị cũng nhà đầu tư cũng lưu ý những cái mốc của thị trường, thì cái mốc 1273 1264 là những mốc quan trọng hỗ trợ trong cái giai đoạn ngày mai của thị trường của chỉ số VN Index. Thì chỉ số VN Index trong 4 phiên gần đây thì đều có những cái nhịp tăng, nhưng mà cái thanh khoản thì rất thấp. Thì hiện tại rất nhiều anh chị nhà đầu tư lo lắng về cái việc thanh khoản, thì thường sau những cái phiên giảm mạnh của thị trường thì đa phần là những cái phiên toàn là những cái phiên thanh khoản thấp, do cái tâm lý nhà đầu tư vẫn e ngại khi cái thì những cái phiên thanh khoản thấp mà cái số điểm vẫn tăng thì nhà đầu tư e ngại cái thị trường vẫn còn sẽ test lại những phiên. Thì rất hy vọng trong phiên ngày mai là thị trường sẽ có một phiên xác nhận, gọi là phiên bùng nổ, để xác nhận đây là cái vùng đáy ngắn hạn trong cái giai đoạn hiện nay của chỉ số VN Index. Để không phải các anh chị chờ đợi lâu thì em cũng sẽ đi giới thiệu vào một cái cổ phiếu của ngày hôm nay. Thì trước khi giới thiệu vào cổ phiếu thì anh chị đang xem video của em thì đừng quên để lại cho em những cái lượt like, những trái tim màu tím ở phần bình luận để tăng tính tương tác của video, cũng như những lượt đăng ký kênh để khi em Dũng ra những cái video clip mới về giới thiệu cổ phiếu thì anh chị sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo. Thì cái cổ phiếu hôm nay em muốn giới thiệu cho các anh chị nhà đầu tư đó là cổ phiếu MBB. Thì đối với cổ phiếu MBB thì cái cổ phiếu MBB là một cái cổ phiếu thuộc cái ngân hàng thương mại ngoài quốc dân. Thì hiện tại theo cái thông tin của các công ty chứng khoán ước tính cái lợi nhuận kết quả kinh doanh quý 2 thì MBB sẽ tăng trưởng tầm 22% so với cùng kỳ.
năm quý 2 năm 2023 thì dự kiến cái lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,8% so với cuối kỳ. Đây là một cái tín hiệu rất là khả quan cho cái cổ phiếu MBB, gọi là cái cơ hội cho anh chị nhà đầu tư đầu tư trong cái giai đoạn tới có thể kiếm được cái hiệu quả đầu tư cao. Thì đó là những cái thông tin về cái kết quả kinh doanh của cái ngân hàng thương mại cổ phần Cô Đậu. Còn về phân tích về cái cổ phiếu thì hiện tại về nhìn về các khung dài hạn của cổ phiếu MBB, trong khung tháng hay khung tuần thì cái xu hướng cổ phiếu đang là một cái xu hướng tăng. Thì cái chạy nhìn về cái chặt trong khung đồ thị khung tuần thì cái cổ phiếu nó đang là một cái vùng tích lũy, đang gọi là trạng thái đang tích lũy đi ngang, còn xu hướng thì vẫn là xu hướng tăng. Thì khi mà cổ phiếu MBB mà lấy lại được cái vùng giá 23,2 là cái cổ phiếu nó sẽ xác nhận vào một cái nhịp tăng đứng trên cái vùng giá 22 này. Thì khi mà nó mặt tăng thì nó sẽ rất mạnh, cái dao kiếm nó sẽ đi lên. Thì đối với cái nhìn trong cái chart khung ngày thì cái xu hướng cổ phiếu của MBB hiện tại đang vẫn là cái xu hướng tăng. Cái trạng thái thì hiện tại là có một cái khách sạn trong khung ngày hiện đang tồn tại. Thì hiện tại cái khách sạn này đang tồn tại, tiếp tục tồn tại trong 2 ngày nữa, ngày 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 thứ sáu và ngày thứ hai, thì khách sạn nó sẽ hút giá lên ở cái vùng 20 23,1. Thì đó là một cái cơ hội để cái cổ phiếu bật tăng. Thì nhìn vào cái đồ thị trong khung khung ngày thì cổ phiếu MBB nó đang chạm cái vùng kháng cự 22,9. Thì đây là một cái kháng cự, hiện tại kháng cự này nó đang bẻ xuống, là cái dao găm 65 trong ngày nó đang bẻ xuống, thì cái kháng cự này đang yếu, nên cái khả năng cổ phiếu MBB có khả năng cái vượt cái kháng cự này rất cao. Thì trong phiên ngày thứ hai vừa rồi là cổ phiếu MBB nó đang có một, nếu mà nhìn theo phân tích phương Tây, nó là có một cái phiên test cung rất là đẹp với cái thanh khoản rất thấp. Thì sau cái phiên test cung là một cái phiên bật tăng với khối lượng cao hơn. Thì phiên ngày hôm qua là cũng lại là một cái phiên tăng giá của cái cổ phiếu MBB. Thì phiên hôm nay là một cái phiên test lại với thanh khoản tốt, thì nhỏ thì theo em đây là một cái sự test cung lại là rất tốt. Test xong nó chạm về, nếu mà nhìn về cái phân tích và phương Tây thì khi cổ phiếu nó chạm về cái đường MA10 nó đã rút chân trở lại cái vùng giá 228, là đây là cũng là một cái vùng giá của cái đường MA20 trong khung ngày. Thì đối với cổ phiếu MBB thì hiện tại nó tới khi mà cổ phiếu nó giảm thì nó đã kiệt vô ở vùng này, thì đã xác nhận tạo đáy. Nếu mà nhìn về những cái tín hiệu về cái chỉ số tâm lý hay là những cái chỉ số Fitch Index hay chỉ số OC Index, thì hiện tại là đây là những vùng có tâm lý chán nản của cái nhà đầu tư khi tiệm cận về cái vùng 25, là cái vùng chán nản của cái nhà đầu tư. Và còn cái chỉ số OC thì cái chỉ số OC cũng tăng lên rất cao, nó cũng về cái những ngưỡng là gần stress của đối với các anh nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này. Thì đây là cũng một cơ hội, là một tín hiệu cho anh chị nhà đầu tư có thể tham gia đối với cổ phiếu MBB. Để em cũng phải nhắc lại, trong cái giai đoạn vừa rồi là cái thị trường chỉ số VN Index nó phục hồi liên tục và 4 phiên, là cũng đã góp phần vào những phiên trước là góp phần từ cái nhóm ngân hàng, đặc biệt là cái những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nhà nước khi nó tạo đáy xong, nó có tín hiệu bật trở lại, thì đã giúp cho chỉ số VN Index có những phiên pha bật tăng. Thì hiện tại về nhìn về cái việc những cái tín hiệu tạo đáy của cổ phiếu MBB thì cũng đã có cái một những cái tín hiệu tạo đáy ở cái khu vực này. Hiện tại cái đường ADX nó đã cong, nó đi lên, cái đường DI cộng thì nó đã trên cái đường DI trừ. Khi mà cái đường ADX này nó vòng lên, nó đi lên, thì cổ phiếu MBB rất sẽ có thể sẽ bước một cái xu hướng tăng mới. Thì nên đây là một cái cơ hội cho anh chị nhà đầu tư có thể tham gia đối với cổ phiếu MBB. Thì hiện tại trong cái phiên ngày mai thì anh chị nhà đầu tư lưu ý, nếu mà trong trường hợp mà khi nó hút về khách sạn, nó vượt được cái vùng giá 22,8 thì anh chị có thể tham gia một phần đối với cổ phiếu MBB. Trong trường hợp cổ phiếu MBB nó xác nhận một cây bùng nổ với thanh khoản lớn, vượt được cái giá mà 23,1 thì anh chị có thể gia tăng thêm cái tỷ trọng đối với cổ phiếu MBB. Trong trường hợp mà khi cổ phiếu MBB nó không mà khi mà vượt tăng lên vùng này mà nó quay trở lại, mà test thủng lại cái vùng 22,8 thì anh chị có thể cắt lỗ, có thể thoát hàng.
thì cái điểm mua này là cũng điểm mua có thể ngay hỗ trợ cái vùng ngay chỗ cái giao găm, thì anh chị có thể cái tỷ lệ xác suất rủi ro là thấp so với cái xác suất anh chị có lãi, nên đây là một cái cơ hội tốt cho anh chị nhà đầu tư có thể tham gia đối với cổ phiếu MBB trong thời gian tới. Thì đó là cái cổ phiếu hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị nhà đầu tư. Thì em cũng phải nhắc cho anh chị là nếu mà anh chị còn nhớ cái giai đoạn từ giai đoạn trước mà khi mà thị trường nó ở mốc 1.120, khi đó một ngày lên tăng lên 1.170 là khi đó thanh khoản nó vẫn thấp, thì anh chị nhà đầu tư khi đó cũng bảo là thị trường sẽ về lại test lại là một cái đáy hai rồi mới đi lên lại lên được, nhưng mà lúc đó sẽ đã xuất hiện một cái dòng ngân hàng nó sẽ kéo thị trường đi từ 1.170 đến 1.270 trong cái giai đoạn đầu năm vừa rồi. Thì trong một cái sóng ngành của cái nhóm ngành ngân hàng thì nó sóng ngành nói chung thì không thể có một cái nhịp tăng là dừng lại được, thường là một nhịp tăng xong nó sẽ tích lũy xong nó có một cái giai đoạn cạn nước rút, thì anh chị nhà đầu tư nên lưu ý tham gia đối với cái nhóm ngành ngân hàng. Thì nếu mà anh chị để ý lại cái giai đoạn từ năm 2020 đến 2021 á, lúc đó là một cái sóng của nhóm ngành ngân hàng, là cái sóng ngành ngân hàng nó phải trải qua trên một năm từ năm 2020 đến năm 2021 đó, thường là cái sóng ngành nó chạy một cái giai đoạn dài chứ không phải để chạy dài trải qua mấy tháng như cái giai đoạn đầu năm thôi, thì em nghĩ sóng ngành ngân hàng nó vẫn chưa kết thúc đâu. Thì nếu anh chị nhà đầu tư có một cái cơ hội để tham gia đối với cổ phiếu MBB. Thì trước khi kết thúc video clip hôm nay thì hiện tại thì em Dũng cũng đang hỗ trợ các anh chị nhà đầu tư, nếu anh chị nhà đầu tư nào mà thích cái phương pháp đầu tư của em thì cảm thấy phù hợp thì có thể về đội của em mở một cái tài khoản SSI với mã ID y kháng 610010. Hiện tại thì em cũng đang khuyến mãi cho các anh chị nhà đầu tư muốn tham gia cái trải nghiệm cái room VIP của tín hiệu VIP của em trong thời gian 1 tháng. Nếu anh chị cảm thấy những cái tín hiệu phù hợp thì có thể chuyển với điều kiện là anh chị mở tài khoản ra không cần chuyển tiền về giao dịch. Sau 1 tháng mà anh chị cảm thấy phù hợp thì anh chị có thể chuyển tiền qua giao dịch đối với em. Nếu mà anh chị muốn về đội của em thì hãy liên lạc theo cái số điện thoại em để trên màn hình 0974010608. Xin cảm ơn các chị. Hẹn gặp lại. Xin chào.